Báo chí Brazil cho biết tiền đạo tuyển Brazil Neymar phải nghỉ thi đấu ít nhất 10 ngày và bỏ lỡ các trận còn lại của tuyển Brazil ở vòng bảng World Cup 2022. Neymar đã bị chấn thương trong trận Brazil thắng Serbia 2-0 và anh đã bật khóc khi ngồi trên băng ghế dự bị. Sau trận đấu này, huấn luyện viên tuyển Brazil Tite rất lạc quan về khả năng hồi phục của Neymar nhưng sau khi kiểm tra y tế, mọi thứ đã trở nên tệ hơn. Bác sĩ Rodrigo Lasma của đội tuyển Brazil khẳng định Neymar và Danilo đã thức dậy vào sáng hôm sau với cơn đau và sưng tấy ở khớp. Ông Rodrigo Lasma kết luận Neymar và Danilo sẽ tiếp tục được điều trị với đánh giá hàng ngày để đưa ra quyết định tốt nhất, nhưng chúng tôi dự đoán rằng họ sẽ không sẵn sàng cho trận đấu tiếp theo của Brazil. Mục đích là để họ hồi phục hoàn toàn và trở lại thi đấu với thể lực tốt nhất. Dù phía Brazil chỉ xác nhận Neymar vắng mặt ở trận Brazil gặp Thụy Sĩ ngày 28 tháng 11 nhưng giới truyền thông khẳng định ngôi sao này sẽ ngồi ngoài hết vòng bảng World Cup 2022. Lý do là với chấn thương kiểu như Neymar cần ít nhất 10 ngày mới có thể bình phục đây là thông tin không vui cho đội tuyển brazil vì neymar là mắt xích rất quan trọng trong lối chơi của họ ở trận đấu với serbia neymar cũng chơi rất hay trước khi rời sân vì chấn thương